Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phản ánh về ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Quỹ bảo hiểm y tế ở tỉnh ta chi trả trên 781 tỷ đồng khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Huyện Văn Lâm huy động nhiều nguồn lực xây dựng trường lớp. Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền 8 năm vận động quyên góp giúp đỡ học sinh nghèo miền núi. Tăng cường bảo vệ đàn vật nuôi trong những ngày mưa rét. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở hội trường Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày làm việc thứ hai. Dự kỳ họp có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Dưới sự điều hành của đoàn chủ tọa kỳ họp, trong buổi sáng, kỳ họp đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo nghị quyết số 85 của Quốc hội. Có 28 ông bà giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm với 3 mức đánh giá là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả các chức danh đều được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá đạt phiếu tín nhiệm cao. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Ông Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung về lĩnh vực kinh tế ngân sách, bao gồm báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Việc ban hành nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019. Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020. Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu rõ, năm 2018, sản xuất nông nghiệp đã kết quả tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản được mùa, sản xuất công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ và thu hút đầu tư được quan tâm triển khai quyết liệt, hiệu quả. Thu ngân sách, hoạt động tài chính, tiền tệ ổn định, giao thông vận tải được quan tâm đầu tư, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực. Điều này thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Sự nỗ lực cố gắng này đã được thể hiện bằng các chỉ số về phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách đều đạt cao hơn so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đó là báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa xã hội năm 2018 và những nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa xã hội nói riêng của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu chủ yếu về lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Ban Văn hóa xã hội đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Điều này được thể hiện cụ thể như chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học, bậc học được nâng lên, chương trình hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành và phương pháp giảng dạy ở một số môn học cho giáo viên tại các nhà trường. Chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực của đội ngũ y bác sĩ có bước chuyển biến tích cực và các chỉ tiêu y tế đạt khá.
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tiếp tục được triển khai thực hiện. Các hoạt động văn hóa đảm bảo nhiệm vụ cổ động, chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời. Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022 của Ban Văn hóa Xã hội cũng nhất trí cao với chủ trương này. Để khuyến khích người dân trong tỉnh chuyển từ hình thức hung táng sang hỏa táng, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ là cần thiết và phù hợp. Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và các chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Ban Văn hóa Xã hội cho rằng việc Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ là cần thiết và phù hợp nhằm kịp thời hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho một bộ phận dân cư trong chi trả các dịch vụ khám chữa bệnh, tạo điều kiện để các nhóm đối tượng được tham gia thụ hưởng các chính sách, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng. Đồng thời, việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đã được Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao đạt trên 91% vào năm 2020. Về báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, Ban Văn hóa Xã hội đồng tình nhất trí cho rằng những năm qua, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp các quy định của pháp luật và truyền thống văn hóa của người Việt Nam nhằm động viên tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Sau báo cáo thẩm tra của lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, kỳ họp đã nghe bà Trần Thị Tứ, Giám đốc Sở Nội vụ, trình bày báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch biên chế công chức năm 2018 và dự kiến giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh năm 2019. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch số lượng người làm việc năm 2018 và dự kiến giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2019. Ông Dương Văn Cảnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Ông Lê Văn Tuấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo công tác xét xử năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra với 4 báo cáo và tờ trình trình bày tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh nêu rõ, năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Hoạt động của các loại tội phạm tuy có những diễn biến phức tạp, nhưng các cơ quan chức năng đã chủ động tăng cường các biện pháp nắm tình hình, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng đây là việc làm cần thiết, căn cứ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán đảm bảo công tác cải cách hành chính. Ban Pháp chế nhất trí tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh. Theo đó, tổng biên chế công chức dự kiến giao năm 2019 không vượt quá số lượng mà Bộ Nội vụ đã giao, giảm 91 biên chế so với số biên chế đã giao năm 2018. Tổng số biên chế tinh giản đến năm 2019 so với năm 2015 đạt 6,9%. Vì vậy, phương án giao công chức năm 2019 là phù hợp, đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021, đạt tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nhất trí với tờ trình
của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2019. Qua báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đều có sự đồng tình, thống nhất cao đối với các nội dung báo cáo và tờ trình, dự thảo nghị quyết trình bày tại kỳ họp. Chất lượng các báo cáo, tờ trình cũng được nâng lên rõ rệt, với nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến các vấn đề phát triển kinh tế cho đến lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo, tờ trình sát với thực tế đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh sẽ là tiền đề để hoàn thành các mục tiêu còn lại trong những năm tiếp theo. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế ở tỉnh ta đã chi trả trên 781 tỷ đồng phục vụ công tác khám chữa bệnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 1 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng khoảng 40.000 lượt người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có trên 995.000 lượt người khám chữa bệnh ngoại trú và trên 140.000 lượt người khám chữa bệnh nội trú. Tổng quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả thanh toán khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế là 781 tỷ đồng, tăng trên 70 tỷ đồng so với năm 2017. Được biết, ngoài hưởng quyền lợi về chi phí khám chữa bệnh, đến nay tỉnh Hưng Yên cũng đã có gần 577.000 đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Hiện kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 cũng đang thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân thành phố Hưng Yên giai đoạn 2014-2020, nhiều hội viên tại các phường xã trên địa bàn được vay vốn ưu đãi, sử dụng đúng mục đích cho hiệu quả kinh tế cao. Tính đến nay, đã có 37 hội viên nông dân được thụ hưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân thành phố với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, 5 dự án chăn nuôi, 5 dự án trồng trọt và làm nghề truyền thống tại các phường xã được vay nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng. Nhờ được vay vốn, các hộ gia đình đã tổ chức mở rộng sản xuất, đầu tư trang thiết bị, vật tư nông nghiệp, phục vụ sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Điển hình như nhiều hộ tham gia dự án trồng cam tại xã Quảng Châu, trồng chuối Tây tại phường Lam Sơn, mô hình làm hương tại xã Bảo Khê, được hỗ trợ vay vốn. Hiện có doanh thu từ 200 đến 500 triệu đồng một hộ một năm. Đến nay là trên toàn địa bàn tỉnh thì cũng là đơn vị đứng đầu trong cái việc phát triển quỹ hỗ trợ nông dân. Với cái nguồn vốn mà quỹ hỗ trợ nông dân các cấp có đối với nguồn thành phố thì ban thường vụ cũng tích cực tuyên truyền đối với các cái hội viên trong cái việc phát triển các cái mô hình kinh tế tập thể. Những năm qua, tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo miền núi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xuất phát từ tình thương đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ quần áo sách vở đến trường. Năm 2010, cô giáo Nguyễn Thị Kim Anh, giáo viên bộ môn tin học của nhà trường, đã đứng lên thành lập tổ thiện nguyện trong nhà trường gồm 7 thầy cô giáo. Đều đặn 1 năm 4 lần, tổ thiện nguyện vận động tập thể giáo viên và học sinh trong nhà trường quyên góp sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, tiền để gửi tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Việc làm này của các thầy cô giáo đã thu hút được sự ủng hộ tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh và người dân trong xã. Kết quả trong 8 năm, nhà trường đã quyên góp được trên 100 triệu đồng cùng nhiều quần áo, sách vở, phối hợp với các tổ chức thiện nguyện thực hiện các chuyến từ thiện chia sẻ đến các em học sinh còn khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thầy cô và học sinh trường Trung học cơ sở Tống Phan, huyện Phù Cừ ai cũng nói về thầy giáo Nguyễn Xuân Bắc với tất cả sự yêu mến và trân trọng. Thầy luôn đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo hứng thú cho các em học sinh trong từng tiết học. Dù mới có 4 năm gắn bó với trường Trung học cơ sở Tống Phan, nhưng thầy Bắc đã để lại nhiều dấu ấn cho công tác giảng dạy và phong trào thi đua của nhà trường. Là giáo viên tin học, tuổi đời còn trẻ, thầy luôn tâm niệm phải giúp cho các em thuần thục các kỹ năng, tránh tình trạng học lý thuyết khô khan.
thầy Bắc tham gia viết nhiều phần mềm trên máy tính được áp dụng trong môn tin học và các môn học khác của nhà trường, đặc biệt là các phần mềm trò chơi kết hợp với kiểm tra kiến thức được các em học sinh rất yêu thích. Thầy Bắc là một giáo viên rất tận tình với học sinh, rất gần gũi với học sinh và có những trong những tiết mỗi tiết học khác nhau thì thầy có những cách giảng dạy khác nhau để dẫn dắt bọn em đến với môn học và khiến cho bọn em cảm thấy hứng thú hơn. Thầy Bắc còn hỗ trợ cho các giáo viên nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tất cả các môn học, được thầy cô và học sinh trong trường đánh giá cao. Thầy tham gia hướng dẫn học sinh thực hiện các sáng kiến khoa học kỹ thuật, tham gia thiết kế bài giảng e-learning, đạt được nhiều giải cao của huyện và của tỉnh. Đặc biệt, thầy đã hai lần đạt giải trong cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Microsoft tổ chức. Thầy Bắc là giáo viên trẻ của nhà trường, tuy mới vào nghề nhưng mà thầy cũng rất tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như là cái việc ứng dụng cái công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thầy đã được học sinh cũng như là các đồng nghiệp rất là mến mộ. Dân số cơ học tăng cao đang là gánh nặng về cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện Văn Lâm. Để khắc phục, huyện Văn Lâm đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng trường lớp. Tháng 12 này, thầy và trò trường tiểu học xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm được học tập tại những phòng học mới khang trang sạch sẽ này. Bên cạnh đó, 6 phòng học đang tiếp tục được xây dựng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới. Tổng kinh phí đầu tư là 6,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và ngân sách địa phương. Đảng ủy đã giao cho Ủy ban xã là tập trung các nguồn lực để xây dựng các cái cơ sở vật chất cho trường học, tạo điều kiện cho các trường, cho các em học sinh có cái đầy đủ cái cơ sở vật chất để quan tâm đến giáo dục và xác định là giáo dục vẫn là quốc sách hàng đầu. Bên cạnh nguồn ngân sách, những năm qua, huyện Văn Lâm đã huy động xã hội hóa hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường lớp. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Xuân ở thôn Ngải Dương, xã Đình Tù ủng hộ hơn 6 tỷ đồng xây 8 phòng học mới cho trường tiểu học Đình Tù. Ngân hàng Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng 4 phòng học cho trường mầm non xã Đại Đồng. Hội cha mẹ học sinh của các trường đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mua sắm đồ dùng học tập, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học. Trường mầm non Như Quỳnh được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hương Yên hỗ trợ xây dựng 4 phòng học trị giá 1 tỷ đồng và công ty VAP tặng 50 bộ bàn ghế, một tủ cơm trị giá 50 triệu đồng. Xuất phát từ con trai tôi đi ra ngoài làm ăn được và nó cũng trưởng thành từ những cái mái trường quê hương này, nó vẫn có một cái ý tưởng vợ chồng là cách đây khoảng 2 năm là có ý tưởng là sẽ xây tặng các cháu một cái trường cho nó khang trang thì trường trong kia nó cũng xuống cấp quá rồi. Ngày xưa các cháu học ở trên trường học nhà văn hóa của địa phương thì lớp học thì nó hơi hẹp, hiên chơi nó không được thoáng mát. Đấy, nhà vệ sinh thì nó đi nó hơi xa. Được học lớp mới thì đúng là chúng tôi đưa về đây, đường đi thì thoáng mát. Trường học thì mát mẻ. Sân chơi rộng rãi, chúng tôi cảm rất an tâm và để đưa con cháu đến trường. Năm học này, huyện Văn Lâm đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây mới, sửa chữa gần 80 phòng học. Mặc dù vẫn còn thiếu 166 phòng học, phòng chức năng, nhưng những phòng học mới này cũng góp phần hạn chế tình trạng học nhờ, học tạm, tạo điều kiện cho thầy và trò các cấp yên tâm học tập. Khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2018, qua công tác tuần tra vũ trang, tổ công tác của Công an thành phố Hưng Yên đã bắt quả tang hai đối tượng là Trần Trọng Luân, sinh năm 1995, ở Kim Thành, Hải Dương, và Phạm Quốc Huy, sinh năm 1993, ở Cát Bà, thành phố Hải Phòng, đang có hành vi ném chất bẩn là dầu thải trộn với mắm tôm vào nhà anh Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1981, ở số nhà 130 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã làm việc cho Trần Văn Pháp, sinh năm 1989, ở Kim Thành, Hải Dương, là đối tượng cầm đầu trong đường dây tín dụng đen tại thành phố Hưng Yên, đã bị Công an thành phố Hưng Yên và Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp bắt giữ vào giữa tháng 10 năm 2018. Lúc dưới hình thức thành lập công ty tài chính, đối tượng Pháp và đàn em đã tổ chức cho vay nặng lãi với lãi suất rất cao 180% một năm. Khi người vay không có khả năng chi trả tiền lãi và tiền gốc, các đối tượng này đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, khống chế, ném chất bẩn, thậm chí là đánh đập người vay để đòi tiền.
Với thủ đoạn trên, đêm ngày 9 tháng 12 năm 2018, đối tượng Luân và Huy đã đến nhà anh Xuân ném chất bẩn vào nhà anh Xuân để đe dọa, đòi lại số tiền 65 triệu đồng anh Xuân vay trước đó. Hiện vụ án đang được công an thành phố Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa qua, tại khách sạn Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo và các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất sinh sản tại nông hộ. Dự án được triển khai ở 6 tỉnh là Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ với 60 hộ tham gia mô hình. Mục đích nâng cao chất lượng sống cho đàn lợn bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo. Tại tỉnh Hưng Yên, dự án được triển khai tại xã Thắng Lợi, huyện Phan Sang và xã Tân Tân, huyện Khoái Châu với sự tham gia của 10 gia đình. Kết quả cho thấy đàn lợn được sống cho chất lượng tinh, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật. Đàn lợn nái phát triển tốt, tỷ lệ thụ thai đạt cao, hiệu quả kinh tế cao hơn 15% so với các hộ chăn nuôi ngoài mô hình. Thời tiết trong những ngày này, rét, nhiệt độ thấp lạnh về đêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn vật nuôi. Để hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra, người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng dịch. Ngoài che chắn kín quanh chuồng, dự trữ nguồn thức ăn, cung cấp đủ và bổ sung thức ăn dinh dưỡng, tăng cường thức ăn xanh để vật nuôi có đủ sức chống chịu với thời tiết, người chăn nuôi cần theo dõi thường xuyên sức khỏe của đàn gia súc, nuôi nhốt và không thả rông trâu bò trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Khi nhiệt độ dưới 12 độ C thì nuôi nhốt và cung cấp thức ăn tại chuồng. Bên cạnh đó, cần chủ động thu gom tích trữ tôm, trồng thêm cỏ làm thức ăn cho gia súc để phòng rét đậm. Qua kiểm tra của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật các huyện thành phố hiện nay trên cây có múi, bệnh khô cuống quả tiếp tục gây hại, bệnh thán thư ruồi vàng tiếp tục xuất hiện ở thời kỳ quả chín. Dự báo thời gian tới sâu bệnh vẫn phát sinh gây hại khi gặp thời tiết thuận lợi hoặc không phòng trừ kịp thời. Để bảo vệ cây ăn quả, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trên cây có múi và hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ các bệnh red cam, khô cuống quả bằng chế phẩm nano bạc, nano đồng. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng trừ ruồi đục quả trên các vườn cây ăn quả ở thời kỳ quả chín bằng các biện pháp như bao quả, sử dụng bẫy pheromone hoặc phun một số chế phẩm chiết xuất từ thảo mộc có tính xua đuổi ruồi vàng như support ruồi vàng, GV. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, thường chọn mua cam đạt chất lượng mẫu mã đẹp lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ nhiều năm nay, gia đình bà Trần Thị Nhuận ở khu phố Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã chú trọng áp dụng các biện pháp chăm sóc vườn cam Hưng Yên của gia đình. Đây là năm thứ ba gia đình bà Nhuận được thu hoạch cam Hưng Yên. Cứ đến vụ thu hoạch, vườn cam rộng gần 2 mẫu của gia đình bà được tiểu thương ở các nơi đến tận vườn đặt mua, sau đó xuất bán đi các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh. Cam nhà bà Nhuận luôn có chất lượng ngon, ngọt, mẫu mã đẹp vàng nên luôn bán được giá cao, đạt 20.000 đồng 1 kg. Năm nay với sản lượng ước thu 20 tấn quả, trừ chi phí, gia đình còn được thu lãi trên 200 triệu đồng. Có được hiệu quả kinh tế cao như vậy là do gia đình đã tiến hành áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cam như phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại đúng thời điểm, bổ sung lân to và đặc biệt sau khi thu hoạch cam xong, cây ra rễ, sinh trưởng ổn định. Mỗi tháng gia đình lại bổ sung cho cây ăn sinh dưỡng từ ngô, đỗ tương nghiền. Những năm gần đây, nhiều bà con nông dân thuộc địa bàn các xã ngoài bãi sông Hồng trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã nhân rộng mô hình chăn nuôi bò thịt do hiệu quả kinh tế đem lại cao gấp nhiều lần so với các mô hình chăn nuôi khác. Gia đình anh Trần Thanh Luân, thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên có gần chục năm kinh nghiệm chăn nuôi bò thịt. Với tổng số 13 con bò thịt, trừ chi phí, mỗi năm cho thu lãi trên 100 triệu đồng. Chăn nuôi nó cũng thuận tiện hơn nhiều mà hiệu quả kinh tế của nó cao hơn các con vật khác. Nhưng chăn nuôi lợn nó bấp bênh. Mà chăn nuôi gà thì dịch bệnh nhiều, như bò chăn bò 3B này thì là tỷ lệ của nó dịch bệnh nó không có, mà nó lượng đạt tỷ lệ thịt cao, nuôi một năm đến năm rưỡi trở ra thì là mình trừ hết chi phí thì mỗi con thì mỗi tháng mình được khoảng 400-500 một con.
Theo kinh nghiệm của anh Luân, để đạt được chất lượng và sản lượng thịt cao nhất, anh đã lựa chọn nuôi giống bò 3B là giống bò có nguồn gốc từ Bỉ cho sản lượng thịt cao. Mặt khác, địa hình chăn nuôi bò phải gần đê và sản xuất nông nghiệp để tận dụng phụ phẩm từ cỏ, cây ngô, đỗ, chuối cho bò ăn. Do hiệu quả kinh tế cao lại gặp ít rủi ro về dịch bệnh, nên đến nay xã Hùng Cường đã có gần 3.000 con bò thịt, đời sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi. Độ khoảng 5-7 năm nay, thì nhân dân xã Hùng Cường đã nhân rộng ra và nhiều hộ đã tăng ra, cũng có những hộ chăn nuôi đến 15-17 con bò. Ví dụ điển hình như hộ gia đình ông Kiển ở đây, cháu Trần Thanh Luân, hàng năm cũng chăn nuôi từ 13 đến 15 con bò trở lên và đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trong sản xuất nông nghiệp, lại có địa hình thuận lợi phù hợp với chăn nuôi bò thịt, nên những năm gần đây, thành phố Hưng Yên đã phát triển mạnh mô hình này. Hiện toàn thành phố có tổng số gần 10.000 con bò thịt, trong đó địa phương nuôi nhiều như xã Phú Cường có tới 95% số hộ nuôi với tổng số gần 4.000 con, xã Hoàng Hanh, xã Tân Hưng, mỗi xã chăn nuôi trên 2.000 con. Theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi, để việc chăn nuôi bò thịt đạt hiệu quả cao nhất, yêu cầu người chăn nuôi cần chú trọng đầu tư xây dựng chuồng nuôi sạch sẽ, thoáng mát, thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và đặc biệt là tập trung vỗ béo bò thịt vào 3 tháng cuối trước khi xuất bán. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.